Rồi là sữa hôm nay nhìn đẹp quá chừng luôn, nắng đẹp. Mẹ với anh Sơn mất đi mua đồ rồi. Lát ai về. Hai vợ cháu mình làm. Giờ kéo cái sào ra ngoài cho rộng rãi. Ờ à, đây đây đi ông ơi. Đây đây đi ông. Để đây xác đây nữa. Dạ, để xác đây. Cái nhà thông minh quá.